Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Phan Thị Bình ở phường Hiệp An, số nhà 11 Nguyễn Đức Cảnh, Bình Hiệp An, Dương đúng không Bình ạ? Dương. Hôm nay chị Bình về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Hôm nay xuống Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và nhờ tìm con Con của chị Bình tên là gì? Trần Thị Mỹ Hạnh, hôm nay 27 tuổi. 27 tuổi rồi hả? Bỏ nhà đi lâu chưa chị? Thì đi làm ăn thì đi từ lúc tháng giêng, nhưng mà đi làm ở spa gì đó, nhưng mẹ nói là thôi về nhà để làm ở nhà chứ không đi làm mướn. Thì cái bé cũng có đi làm thời gian, mà đến đến ngày 1 tháng 5 thì bé về nhà để lấy thêm một chiếc mô tô nữa, là đi đến nay không liên lạc được. Mô tô hả? Xe Honda đúng không? Mô tô đó của ai? Của con gái luôn. À, con nhà mình cá tính vậy hả? Là chạy xe mô tô. Có chiếc SH nữa, lúc Đúng đầu đi rồi. chiếc SH thôi, SH chiếc đó nữa hả? lâu lâu đi chơi thôi, Ô, con gái nhà mình đi mạnh mẽ dạo ha. thôi, chứ Chị là được mấy người con? có một đứa con. Con chị trước đó là làm công việc spa hả? Làm spa ở mở cơ sở 2 ở khu ở Chánh Nghĩa, đối diện Điện lực Bình Dương á, Mình là có 10 đứa nhân viên. con gái mình làm chủ hả? Đúng rồi. Nhưng mà lần này con gái nhà mình sao bỏ đi? Rồi làm ăn ở đây thất bại, rồi con mới về về ở nhà đến 1 năm thì chỉ có ở nhà nghỉ dưỡng với lo cho ngoại thôi, chứ không có đi làm. Thì đến giờ, từ Tết đến giờ thì bé nói là đi làm spa, làm thuê cho ai đó. Thì mẹ nói là ở nhà mình làm được nhiêu ăn nhiêu chứ không phải đi làm thuê. Thì bé mới đi đi vẫn đi làm, đi đến đến ngày 1 tháng 10 này, thì ngày 1 tháng 5 này về lấy chiếc mô tô, là đi đến nay mẹ không có liên lạc được. Tức là chị bây giờ chị đang sợ con mình Sợ là người ta khống chế, kiểu là không về nhà được, chứ không phải. Có một lần xuống nhờ công an phường á, thì có lần gọi được, một lần ở nhờ bên công an bên bên phường Hiệp An á, gọi thì vẫn có nghe được. Có một lần gần đây nhất á, là con cũng 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 nhờ bên công an tại ở phường Hiệp An điện, thì nói là mẹ bệnh rồi. Bình thường là con tôi nói mẹ bệnh là nhất khoát là bé phải về, nhưng mà nói là bệnh, mẹ bệnh là bé khóc tắt máy đi, nhưng mình nghĩ là có thể là ai đó giữ nên bé không về được. trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy lần nào chưa? Không đâu, bé ngoan lắm, Con nhà mình 27 tuổi rồi mà đã từng làm bà chủ của spa rồi, là con nhà mình suy nhưng nghĩ nó chín gút chắn mát rồi mà. gì tiền bạc gì đó. Hôm nay mẹ xuống đây nhờ, nếu mà con thấy được clip này, con về nhà để mẹ tính hết cho. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chị về đây nhờ tìm con, chị suy nghĩ kỹ chưa? Chị á, tức là chị đã suy nghĩ kỹ chưa, trước khi đưa hình của con lên trên trang mạng xã hội để tìm con á, chị suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi á, Kỹ rồi đúng không? chị mong con sớm về nhà. Con nhà mình 27 tuổi rồi, đã có gia đình chưa chị? Chưa có Có gia đình quen ai không? thì quen người tên Trung đang làm ở ở phòng công chứng sửa sao đó, mà nghe nói là ra ngoài phường nhờ phường điện thì xác định nó là nói là nó chia tay 2 tháng rưỡi rồi, cho nên mình mới nghĩ là nó rất phức tạp, cho nên một mình ra đường đâu có được. Cho nên nếu con mà nghe được clip này của mẹ, con về nhà ngay. Chị đang sợ là con nhà mình đi ra ngoài là gặp những người không tốt hả? Đúng rồi, Trước cái thời điểm đó gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không? Mẹ con gia sống đình không có mất lòng có ai, mà không phiền hà gì đến ai. ý em nói là các thành viên trong gia đình có cãi lộn không? Không, Có trục trặc gì không? Giữa mẹ con và gia đình có xảy ra vấn đề gì không? chỉ là một lần về nhà nói là bên ngân hàng điện, thì trong khi bé đi là cái thẻ của bé 300 triệu, mà tại sao bây giờ thẻ trong trong thẻ là hết tiền rồi, rồi còn phải ký thêm ở ngoài vay thêm 100 triệu là tiền gì? Con phải về nhà để mẹ hỏi cho rõ ràng, con không có được.
được né mẹ như vậy nữa. Tức là bản thân chị là một người mẹ, tới giờ phút này là chị chỉ mong muốn tìm con về, chị đúng lo rồi. Cho sự an toàn của con đúng không? Đúng rồi. Chị hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất với con gái nhà mình đi. Tâm sự với con để con nghe được con về đi. Nhà là nơi bình yên nhất, con sớm về nhà đi con. Ở ngoài nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn lắm. Mẹ không muốn con ở ngoài một ngày một giờ nào hết. Con sớm về nhà, chuyện gì mẹ cũng tính được, cho nên con đừng ở ngoài thêm một ngày nào nữa. Nếu ai mà có giữ bé hay ai mà có xem được clip này á, đưa bé về nhà giùm mình cảm ơn và hậu tạ. Bản thân chị là đang rất là sợ con nhà mình đúng không ạ? Gặp đúng những rồi. Cái điều không hay. Chị lo sợ nhất là điều gì? Bây giờ nếu mà gặp được người tốt thì không sao, đến gặp được người xấu thì họ có thể họ bán đi là mẹ mất con mất. Cho nên con sớm về nhà. Hôm nay chị về đây với ai? Đi có một mình thôi. Ông xã đâu? Thôi ông xã lâu lắm rồi. Ồ, mẹ đơn thân hả? Vậy là có hai mẹ con thôi hả? Phải. Mà mẹ không biết là vì sao mà rất là nhiều người như là mẹ đi đâu là người ta theo dõi đó, cho nên mẹ bất an không biết vụ gì ở ngoài con ra sao nữa. Mà còn đó, hả, họ cho người vô quán ám sát mẹ nữa là mẹ cũng không biết chuyện gì. Hồi có đó không giờ chị? Mẹ lâu chưa? Mới hôm nay cũng được có hơn tuần nay thôi. Bây giờ bên công an phường xuống cũng xem xét nhận, cũng lấy lời khai đồ. Ủa sao chuyện gì kì đang xảy ra với gia đình nhà chị mà kỳ á? Không biết nữa, tại vì đây sống đó giờ không có mất lòng gì ai mà cũng không có phiền hà từ mình, đến người nhỏ. Mình xem lại tất cả các mối quan hệ xem mình có làm cái điều gì không? Không. Đó giờ không có, mà có khi nào nghe nói là ra thì xác định bạn của con bé này nói là chia tay 2 tháng mấy rồi. Thì mới có là gọi ra là nói là bây giờ con ra đây để nếu tiền bạc gì hay sao thì ra đây để tính cho một lần rõ ràng dứt khoát, chứ không có mập mờ mà cũng không ra. Con nhà mình năm nay 27 tuổi là suy nghĩ quá chín chắn rồi đúng không ạ? Không, nhưng mà sợ là ra đường gặp người xấu họ khống chế không thể đi về nhà được. Con nhà mình lớn nhưng mà chứ đâu phải con nhỏ đâu khống chế. Đâu phải như mấy bé 13, 14 tuổi đâu. Chứ đó như hôm mà nó vô nhà ha, nó kích điện mình, như nếu mà mình không cắn ra quyết liệt là lúc đó chết mất tiêu rồi. Ai kích điện? Đó thì đêm á, như vô nhà như là đi ám sát vậy. Chị chứ nói, không phải là đi cướp của vậy. Chị nói có thật không? Nó thật đó chứ. Công an phường xuống xác định rõ rồi mới lập biên bản đó mà. Rồi cũng có ghi. Vậy là chị nghi ngờ chuyện đó xảy ra là vì điều gì? Là mình cũng không hiểu là sao, tại vì như là sợ là con mình nó biết quá nhiều chuyện của bạn đó thôi. Bạn nào? Bạn trai nó thôi. Chưa chứ chắc, mình chưa thể khẳng định đó. Được cái điều gì hết chị ạ. Thì bởi vì vậy mình mong là con về nhà để mình để đâu mình có biết. Mình đâu có biết được cái chuyện gì xảy ra đâu mà mình không khẳng định như vậy được chị nhá. Rồi thì cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận. Là hôm nay chị về đây. Nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội trên kênh Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải để tìm con. Là bản thân chị là một người mẹ, chị suy nghĩ kỹ rồi đúng không ạ? Và toàn bộ thông tin chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Ý vậy. Nếu mình, sai mình chịu, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu mà mình nói sai. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Anh em sẽ giúp chị là hoàn toàn miễn phí. Và hy vọng một ngày gần nhất con gái chị sớm quay trở về nhá. Chị mong là sớm tìm được con về nhà một cách sớm nhất thôi. Dạ rồi, thì cái sự việc của chị anh em đã ghi nhận. Là chị đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên trên kênh Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải để tìm con đúng không ạ? Dạ rồi, xin phép chào chị. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm, cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ. Thì người mẹ về đây nhờ anh em trên một cái trạng thái là rất là bất ổn, người mẹ rất lo lắng bần thần và chia sẻ nhiều cái điều thật sự rất là bất ngờ để tìm con. Thì hy vọng rằng là tất cả cô chú anh chị xem video này, nếu thấy con gái của chị ở đâu thì làm ơn chỉ dùng cho con gái của chị sớm quay trở về
để đoàn tụ với mẹ, và đặc biệt có chuyện gì xảy ra thì mẹ sẽ là người đứng ra giải quyết, giúp đỡ con gái nhà mình. Dù gì thì mẹ cũng là mẹ, mẹ thì luôn luôn là thương con rồi. Để rồi cuối video thì chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất. Xin phép chào chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.